Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Phát. Theo nhân tướng học, những bộ phận trên cơ thể hoặc bất kỳ đặc điểm nào cũng có thể nói lên tính cách, vận mệnh của một người. Theo nhân tướng học, chân tay chính là tứ chi của thân thể. Do đó, chân tay là bộ phận có ảnh hưởng, tác động lớn đến thân thể, làm cho bộ tứ đều phát triển mà hình dáng, màu sắc của tay, chân có thể cho chúng ta dễ dàng đoán biết được vận mệnh, số giàu nghèo của một người nào đó. Khi xem bói ngón tay, thầy bói thường xem móng tay, đốt tay, chiều dài của ngón tay để dự báo được vận mệnh, sự nghiệp cũng như là sức khỏe của một người nào đó. Hơn hết, ngón tay có liên quan chặt chẽ mật thiết đến vầng trán, mang ý nghĩa giống kiểu vầng trán. Đặc biệt, thông qua ngón tay cái, bạn cũng có thể đoán được phần nào tính cách của mình. Được tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy Lộc Phát sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn nhìn ngón tay cái đoán vận mệnh, tính cách, tình duyên một người. Vậy ngón tay cái có gì đặc biệt? Có đường vân mắt Phật, phải chăng là một người có cuộc đời nhiều tài lộc, phúc phận? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung ngay sau đây để biết thêm chi tiết. So sánh đốt ngón tay. Hai đốt ngón bằng nhau, bạn là một người khá tỉ mỉ và cẩn trọng khi lên kế hoạch thực hiện công việc. Trước khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường phân tích rõ ràng, đặt từng mặt của nó, do đó mọi lựa chọn đều mang kết quả tốt. Bạn luôn là người bình tĩnh để tìm ra hướng đi đúng trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, trong tình yêu, sự bình tĩnh của bạn khiến mối quan hệ của bạn có thể là khó đi xa. Đốt trên dài hơn đốt dưới. Nếu đốt trên của ngón tay cái dài hơn đốt của ngón tay dưới, điều đó cho thấy bạn là một người đáng tin cậy và có niềm đam mê tham vọng. Tuy nhiên trong tình yêu, bạn lại là người thiếu kiên nhẫn và hay nóng vội. Bạn thích đóng vai trò là một người chỉ đạo nên đôi khi sẽ khiến cho tình cảm của mình cảm thấy ngột ngạt. Khi người ấy không trả lời tin nhắn hay gọi điện thoại cho bạn, bạn sẽ nổi giận và giằng co. Đốt trên ngắn hơn. Những người có đốt trên ngắn hơn đốt dưới thường được đánh giá là một người đáng tin cậy. Bạn khá nhanh nhạy, dành khá nhiều thời gian để suy ngẫm trước khi quyết định, do đó đôi khi đã để tuột mất những cơ hội tốt cho công việc cũng như là cuộc sống. Trong tình yêu, bạn thường không mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình mà chỉ lặng lẽ yêu trong âm thầm. Hình dáng của ngón tay cái. Người có ngón tay cái to, tròn và đầy đặn thường rất thông minh, nhanh nhẹn, tư duy logic và có trí làm giàu. Nhược điểm của bạn là nóng tính, dễ bị các yếu tố ngoại cảnh tác động. Vì vậy, nếu khắc phục được nhược điểm này, nhất định bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngón tay cái mảnh, đầu hơi bé ra, là người bạo dạn, gan lì nhưng nhạy cảm và mơ mộng. Trong cuộc sống, bạn gặp nhiều thất bại hơn là thành công. Cuộc sống vật chất chỉ ở mức trung bình khá. Và đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy, tướng số và các vấn đề tâm linh mà quý vị đang gặp phải. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát. Đội ngũ trợ lý sẽ xếp lịch cho quý vị được gặp thầy trong thời gian sớm nhất. Khoảng cách giữa các ngón tay cái và các ngón tay còn lại. Những người có ngón tay cái càng sát với bốn ngón còn lại thường có tính cách chi li hay chú ý tới tiểu tiết, khá khó tính và ích kỷ. Tuy nhiên, người này lại có khả năng giữ được tiền của, vì vậy thường không phải lo tới đời sống vật chất. Chiều dài của ngón tay cái. Nếu ngón tay cái ngắn hơn đốt thứ nhất của ngón trỏ, bạn là người hiền lành, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, tính cách có phần hơi trẻ con. Nhược điểm của bạn là cả tin, dễ bị người khác lợi dụng, lừa gạt. Bên cạnh đó, bạn là người thiếu kiên định, đôi khi chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài phía sau. Trên đường đời, bạn phải trải qua không ít sóng gió và thường được hưởng phúc lộc khi về già. Người có ngón tay cái dài qua đốt đầu tiên của ngón trỏ là người tự tin, đôi khi hơi tự kiêu. Về tính cách, bạn là người lạnh lùng, độc đoán, đôi khi có thể vì lợi ích của bản thân mà thủ đoạn với người khác. Hoa tay trên ngón tay cái. Nếu có hoa tay ở ngón tay cái, ở bên trái, bạn là người có khả năng lãnh đạo. Ngược lại, nếu hoa tay ở ngón tay bên phải, bạn sẽ có nhiều người theo đuổi, nhưng tình yêu không mấy hạnh phúc. Đốt thứ hai của ngón tay cái có vệt lằn ngang. Vệt lằn ngang ở đốt thứ hai của ngón tay cái đại diện cho tài lộc. Có nhiều vệt lằn ngang chứng tỏ bạn càng phát tài phát lộc. Bên cạnh đó, nếu vết lằn càng nằm gần với đầu ngón tay, bạn không chỉ có tiền tài mà còn có địa vị hơn nữa. Vân mắt Phật, tên gọi khác là vân Phật tâm, mắt Khổng Tử, vân mắt Phượng, vân phu tử, khánh vân. Vị trí vân mắt Phật nằm ở giữa ngón tay cái, khi nhìn vào phía bên trong của lòng tay,
Nếu có một khoảng phân cách giữa hai đốt nhìn như ngón mắt, đó là hình mắt Phật. Ngón tay cái được xem là bộ não của cả bàn tay, chứa đựng linh hồn cảm xúc của chủ thể. Sở hữu được vật này, người đó sẽ có thể có được vận mệnh tốt, cuộc sống giàu sang, phú quý. Nếu tại vị trí này sở hữu mắt Phật, họ sẽ sở hữu trực giác rất tốt, nhanh nhẹn, chính xác, thông minh hơn người, trí nhớ siêu phàm, truyền cảm hứng và năng lượng dồi dào đến những người xung quanh, nhận được nhiều nể trọng. Nếu có vân mắt Phật, bạn là người mang lại cảm giác an toàn cho người khác. Họ luôn muốn đến cạnh bên bạn, xem bạn là chỗ dựa. Nếu vân mắt Phật nằm ở bên tay trái, bạn có giác quan thứ 6, trí giác vô cùng nhạy bén. Nếu vân mắt Phật nằm ở tay phải, bạn rất giỏi trong việc tránh xa rắc rối, cuộc sống rất an nhiên. Chưa kể, nét vân mắt Phật có ở ngón tay cái còn là thông điệp để nói rằng bạn là người giúp đỡ người khác có cảm giác an toàn để họ có thể tự tin dựa dẫm. Có vân mắt Phật là người thông minh. Chưa kể, người có vân mắt Phật ở vị trí ngón tay cái có thể xuất thân trong gia đình điều kiện tốt, bởi vậy cuộc sống khá là dễ dàng, là người có năng lực nên công việc tiến triển thuận lợi, may mắn. Về lâu dài, những người này có cuộc sống sung túc, tiền tài rủng rỉnh. Có vân mắt Phật, hôn nhân hạnh phúc. Có thể nhiều người không biết vân mắt Phật chính là biểu tượng của sự cát tường. Bởi vậy, nếu một người phụ nữ sở hữu đường vân này, bạn sẽ nhận cho mình ưu tú về mọi mặt, có tài năng cũng như là sự nhanh nhạy. Như vậy mà đường công danh khá là thuận lợi, được mọi người chào đón tin tưởng. Chưa kể nét tính cách của những người sở hữu đường vân mắt Phật trên ngón tay cái được cho là phần mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng rất thú vị và hài hước. Họ đem đến sự tự tin cũng như là niềm vui cho người khác. Đó là lý do đi đến đâu, người này cũng được chào đón. Thông thường khi làm ăn với các đối tác hay kinh doanh nổi tiếng, mọi thứ đối với họ khá thuận lợi, tiền tài rủng rỉnh, không lo lắng về đường kinh tế. Đường vân mắt Phật không phải ai cũng may mắn có được. Do vậy, nếu đang sở hữu đường vận tài này, hãy luôn nỗ lực hơn nữa để cuộc sống của mình và những người xung quanh hạnh phúc và hạnh phúc hơn. Độ mở của ngón tay cái và ngón tay trỏ. Ngón tay cái và ngón tay trỏ không mở được hơn 90%. Bạn là người khá nhút nhát, không thích sự thay đổi và luôn có một cuộc sống ổn định, một nơi ở ấm cúng và an toàn, thoải mái là những gì mà bạn mong muốn. Ngón cái và ngón trỏ mở được trên 90%. Bạn là một người khá tự tin và luôn chủ động cho mọi chuyện. Bạn luôn biết rõ mọi chuyện nên luôn đạt được thành công trong mục tiêu đặt ra. Vì vậy, cơ hội thành công đến với bạn là rất dễ và nhanh chóng. Dựa vào thuật xem tướng chỉ tay như chia sẻ trên, quý vị có thể nhìn vào ngón tay cái của mình để đoán được phần nào vận mệnh, tính cách, tình duyên. Xin chúc mừng nếu quý vị có đường vân mắt Phật ở ngón tay cái, cuộc đời của bạn sẽ đảm bảo là hưởng nhiều tài lộc, phúc phần. Nếu chưa được may mắn, xin hãy đặt cuộc hẹn và đến gặp ngay thầy Gia Cát để được tư vấn cụ thể, giải quyết những vấn đề mà mình đang gặp phải. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật các thông tin bổ ích này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chương trình.